đó. Ủa, ủa cái vàng nghính luôn kìa. Dạ, 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 dạ. Hay ta ơi. Nhìn chưa? Rửa rửa rồi dân ơi. Ô trời ơi, cái bự. Quá trời vàng nghính luôn các bạn ơi. Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của dì Bảy nha các bạn. Dì Bảy đây tức là chị của bà Tám nha các bạn. Tức là mẹ mình thứ 8, còn cái dì này là dì thứ 7. Hôm nay anh em của mình ở đây có rủ mình lên bắt cá. Sáng giờ anh em cũng bơm nước ra được một mớ rồi. Giờ mình mới vừa tới đây. Giờ ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn là mấy anh em mình sẽ bắt cá tại cái ao ở phía sau mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn cùng đi bắt cá với mình ha. Rồi đây là cái vị trí cái máy cắt cỏ mà anh em mình lấy để bơm nước ra nha các bạn. Nói chung cái ao này nước cũng không có nhiều lắm nên mình lấy cái máy này bơm nó ra ha. Rồi, ông anh của mình đang xuống dẹt cái đám cá mác còn lại để mình bơm nước ra cho nó dễ bắt nha các bạn. Bây giờ mình đi lại gần lại đó để coi có cá không nha các bạn. Ừ, thấy như là không có lầy á. Rồi đây là bà Bảy chị của bà Tám nha các bạn ơi. Bà Bảy đi lôi con mát bắt cá nè. Rồi con cá thì tôi đi rồi. Cái này dẹp con mát qua bên tí nữa cho dễ bắt nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy nè, cá nó ụt quá trời luôn các bạn ơi. Nè các bạn thấy nè, cá nó chạy nè. Ở đây toàn là cá chê khủng không nè. Đây các bạn nhìn dưới đây nè. Không có hả? Liền nó ma nữa rồi. Sợ nhiều khi cầm cứng nữa ha. Là giờ xuống mình mò luôn hả? Cái nước này thấy còn nhiều nó mò cũng khó dính à. Bình thường hay gì vậy, có gì đâu, bình thường. Mấy cái bữa nãy trường nó lủi đâu trơn rồi. Thank you.
Này các bạn nhìn ở dưới mương nè, cá nó trường trường nha các bạn. Cái hồ này, cái ao này cũng không có sâu lắm. Này giống như có cái bội mình chùm vô cái rồi mình thọt thanh vô bắt. Hôm nay thọt chén này. Rồi giờ anh lại bắt máy bơm đi rồi. Trời ơi. Rồi đừng có cái dầu nhỏ xíu. Ủa thả anh chí bắt được lên luôn. Hồi mình khó bắt. Ừ thì con nào bắt được mình bắt lên luôn rồi. Đó. Được con cá dồ chập bá luôn. Còn anh mình giật cái máy bơm nho nhỏ cho nó bơm ra nước tí xíu nữa nghe các bạn. Rồi rồi. Thôi. Chị Ba lấy cho chị rượu chị Ba ơi. Này này không thiếu rượu hay gì ơi. Cái máy bơm nước này nó bị dở trứng nè. Có chỗ bơm không? Rồi ở đây các bạn cũng thấy bà Táo cũng chuẩn bị tư thế ở đây nghe rồi nghe các bạn. Rồi do quá trình đặt máy bơm đây bơm lâu quá anh em mình đổi chỗ đặt máy bơm nha các bạn, đem lại gần khoảng giữa hồ nước nó nhiều bơm cho nó nhanh ha. Vậy phải phải có cái bội gà tre. Ồ cái bội gà tre là có lý luôn á. Mày lấy cái sọt đồ bên dưới ba. Kem ơi, anh Kem, anh Kem, anh bắt được anh Kem dơ lên nhà nè, quăng vô đó. Ừ, nó vậy đó. Ừ, miễn bắt được con nào quơ lên vậy đó. Đây, bỏ vô vàng đi.
khá nhiều ha. Nãy giờ thấy cá chê đúng không, bây giờ bắt có cá đó ha. Ừ, dạng như là nó không có quợn mà mấy cá chê nó quợn quợn đúng không? Giờ là cứ gọi nó ra đi. Nước lên không? Cái vô bự ha. Y chang như anh vậy đó. Ồ, tôi hai mấy năm cũng mới lớn đó đó. Đó. Rồi còn sợ đâu không, anh Kim xuống lụm đi. Đem cá lên mẹ ơi. Ừ. Cái gì nhảy về giống cá lóc không? Lên không nổi. Bắt con đi lên hả? Trời. Cái gỏi bắt được. Ờ nhà được thấy chưa? Ờ. Ờ nhà đó. Đi đó. Dì Bảy mà bắt dính cá nào là dì Bảy giơ lên cho con nghe dì Bảy. Bảy ơi. Ờ đó cá dồ gì công dồ. Có tật rồi. Ủa hả? Có dồ có tật rồi. Hay quá. Ê đi gần gần đây nè. À, anh Kim với ông gì đó, đi gần gần này nè, gần gần này nè. Đây cái vụ con nhiều ha. Trời ơi. Đó. Rồi. Rồi. Thank you.
Trời ơi, sao bắt cá nè hả? Trời ơi, ô, cá chê không nói nghe. Đi, rồi bắt cá, dẹp cá khoát đi. Dẹp cá khoát đi. Bảy ơi, ít liệu bảy ơi. Ít liệu. Đó. Lo nhìn cá. Cái vô à? Rửa sạch. Ừ, rửa sạch nó vô lên. Cá nhiều á, cá nhiều á. Cái giò á. Giờ lên anh Kim ơi. Bắt miễn bắt chín cá là quơ lên nha, quơ lên. Ừ, con gì, cá lóc hay vậy? Cá chê. Cá chê, ừ, cá chê. Rồi, vô đó. Cá chê với này nhóc. Rồi. Rồi hết khoai cá không hả? Ở có cái sọt á kìa, cái sọt có cá không? Xuống đây. Đi xuống đây. Ừ. Có bộ à. Này xuống đi. Xuống chút xíu lên nha. Kệ đi cho nó chơi đi chứ bắt gì, mình bắt còn được nữa. Cá bự bự thôi. Ừ. Rồi. Xuống cho xuống hồi nó bắt mấy cá sặc á. Giặt gì nữa, nó mặc xong rồi đó, rồi phơi khô đốt như Dượng nói vậy đó. Thấy cá không? Thấy không? Đó đó, đó, tới chỗ cậu kìa cá. Đó, mình cá. Tại đó. Quá trời đó. Đó 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 đó. Đó. Ừ, bắt chín rồi. Bắt chín là quên lên cái ơi. Ừ. Ừ.
Nhiều cái vô ha, nhiều cái vô con ha. Cái gỗ đó, cái gỗ đó sao vừa với cái đó 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 đó. Đó. Vô 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 kìa. Còn con cá. Bảy bảy, để đây bảy bảy, để đây. Quá bự luôn trời. Quá bự 80. Quá bự 80. Quá bự luôn các bạn ơi. Ồ. Ghê quá. Không quá trời lưỡi luôn. Quá trời ngon luôn rồi. Rồi 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 cho lên đi, cho lên đi. Đó, con cá bự nữa đó. Cái chi, cái chi, cái chi. Rồi đó, bóc không có được thua luôn. Đó, 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 đó. Ừ, cái sọt kìa, ông này lấy sọt. Cái gỗ khó bắt lắm. Đó, ủa, con cá vàng nín luôn kìa. Hay ta ơi. Nhìn chưa? Rửa rửa rồi, dơ lên cái. Ồ, trời ơi, cá bự. Quá trời nhà nghính luôn các bạn ơi. Đó nè, đẩy. Đó, nhẹ. Ê. Rồi. Vàng, vàng. Rửa rửa sạch cái á, ừ. Trời. Cái gì chứng tư vậy? Vàng ơi, thả luôn mà. Quá bự các bạn ơi. Đây. Nữa, trời. Đi vô. Đĩa cái thuật nè. Nấu loạn quá. Rồi vô sọt là chắc ăn rồi đó. Rồi bỏ chịu dở lên, dở lên. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua. À, nãy con là này con thứ hai phải không? Hai cái chị. Hai con. Cái chê mà chắc không lời. Má học ghê chưa? Trời ơi, trời nhắc kia. Nó. Rõ rõ. Dính vào đây, 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 đây. Dính con đó hả? Rồi đó, ừ, trời ơi, bà bảy nhìn rồi, bắt cái chê kìa. Bảy không, phải không? Rồi, cho vô sọt. Cho vô sọt, cho vô sọt. Đó. Rồi cho lên, cho lên. Rồi ơi ơi. Rồi ra luôn rồi. Rồi đó. Hay quá. Không khiêm á. Mẹ cứ nói mẹ. Con tô đó, con tô quen dẫn đó. Ừ đó. Tô là làm ăn không à. Rồi anh lên xuống luôn, anh lên. Xuống luôn đi, ồ ông dơ mà ông sợ gì nữa, sợ xịn hả? Ừ, ôi xuống mò luôn luôn. Sao sao anh Kim thấy có con cá gì đó? Trời, nhìn hai đứa nhỏ kìa. Ờ lên xịn rồi. Lên nào. Nó
bữa không? Cái gì cái vô á, cái vô con. Đây. Ủa cá bự đó kêu cái chim bự, cái chim bự kìa tiêu đó có chân cá mà đụng hai đứa nhỏ là té luôn á. Cái giò á, cái giò con nhiều quá hết à. Rồi. Có cá rồi, có cá rồi. Rồi, vô không vô. Ôi trời. Ê cái bao đỏ ném qua đây. Ờ. Qua trời vút vút lại cho nó sáng sáng được rồi. Hồi nãy con này con thứ ba rồi phải không? 3, 4, 5 con rồi. Dạ. Ừ thì đứng dính rồi. Rồi, cho vô sọt. À. Ghê trời. À, nhìn cái mê thiệt ha. Còn nữa hả? Cá bự hả? Rồi. Tiêu hả? Tiêu rồi. Đây. Rồi gọi con rồi, con nữa rồi. Thì bắt con đó đi, con lộn. Đó, lộn kiến à. Vô đâu? À vô rồi. Thấy chưa? Đó. Mày thấy tao hay không? Hay quá, nhà có sọt bắt vô cái gì? Cái một rồi. Không có sọt dễ gì ăn đó. Trời ơi, con nhỏ đó kìa, tới miệng cái một. Trời ơi. Trời. Không còn nữa ra. Trời ơi là trời. Lên. Lên. Có gì đâu khóc. Không. Lên tắm. Dẫn trên bờ đó bài. Cô. Không ăn nữa nè. Hụt dọn hay gì á. Hụt. Vậy á. Ý là nó đi ngược á. Nó đi ngược. Cái gì vậy? Đi ngược rồi đập nữa ra lúc đầu luôn. Hết dạng luôn rồi. Vậy cho hả dạ nó đụng ra cái sinh xuống hoài. Ừ. Mẹ cho xuống rồi. Không bụng lắm. Con mới nhỏ con mới chụp. Nó ngửa cái nó hả hộp ra hết luôn. Ê thấy nó quẩn đây nè. Ừ. Có quay mà không có thấy cái khúc nó té. Đó. Kìa lên bờ. Hả? Cái giò bự hả? Nó giận luôn á.
Ừ, con không bao nha, mà liêu liêu hồi tới mày nè. Ngồi tới con mười mấy ký á. Cá gì vậy, cá chê hả? À, nãy giờ mình chưa bắt được cá lóc nữa ha. Ờ, vậy đâu sợ. Chơi quá vậy đâu sợ. Không giờ té ra nữa, đầu cổ mình lốt hết trơn. Nãy có ăn xịn không? Ăn luôn. Ngọt ngay. Béo không? Tao uống mà hú ăn. Cố không? Im ghe là coi gì có rồi đó. Im nhẹ nhẹ. Cái giò. Cái không ạ, không ra. Bỏ hồng đổ nó nha. Tới mày nữa đó. Cái này đang chăng. Hết hả? Hết cá hả? Ủa, đây nè. Sót, cái sót, cái sót. Mất tiêu. Hay. Rồi. Trời ơi, giấc mạnh. Rồi. Rồi, lên đó luôn. Rồi, vô. Cá. Cá mạnh nè. Cũng có thể lắm. Hello chú bà. Dạy cặp cái lên dạy dạy giọng lên. Sọt hai mấy cái sọt kìa. Rồi vô vô. Vô lên bảy. Đâu đâu rồi. Ủa, bự quá. Không bằng mấy, nói chung là không bằng mấy con nãy. Ở đây cá mập mà. Bự hết sức bự hả? Đâu bự cái quá lớn đâu. Trời ơi nó bự. Thấy rớt dũng à. Hay hay. Cái lỗ chùm ba trời ơi không vô. Nghe im ghê ha. Không nhiều khi nó nín không, ai đâu biết được. Cá lóc hả? Hay quá, như vậy nãy giờ được không coi cá lóc. Đi bắt cá mà hết nhìn ra bà bảy luôn. Còn trong đó còn nữa đó, còn cá lóc nhiều lắm. Cá lóc hả? Cá lóc rồi. Ở đó bảy hả bảy. Rồi xong. Xong luôn cá lóc thì khó ăn nữa lắm. Nhỏ nhỏ ừ. Con cá hồi nãy hay gì? Trời đất. Đúng giờ á, đúng giờ á. Hết cá luôn rồi. Hết cá thiệt rồi. Vô mình coi cái sản phẩm cuối cùng. Quá trời cá nè. Mấy cái chè bự hết chứ bự nha. Chơi đồ khăn nó nuôi đó bây giờ quá trời cá luôn, nó bự vậy đó mà khăn nó hứng đầu bự luôn mẹ. Trời ơi làm gì bự dữ vậy mẹ. Không, nó bị chăn bá luôn kìa. Ừ, quá trời mê luôn các bạn ơi. Cá tai tượng cũng hôm đó thả 10 ngàn con nhỏ nhỏ này cũng trắng hết trơn. Ừ. Rồi,
Đây là thành quả của nhà mình bắt cá ngày hôm nay nha các bạn. Mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào ha.